Xin chào các em. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau làm quen một chút. Cô xin tự giới thiệu, cô là Đào Thị An. Hiện tại cô đang giảng dạy ở trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em ở phân môn lịch sử lớp 5. Các em thân mến, lịch sử là một môn học vô cùng quan trọng. Nó giúp chúng ta nhìn lại, đánh giá, thấu hiểu những chặng đường đã đi, những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, đầy máu và nước mắt, nhưng cũng đầy vinh quang rực rỡ của dân tộc ta. Việc yêu thích môn học lịch sử sẽ giúp cho các em thêm tự hào về quê hương đất nước của mình đấy các em ạ. Bây giờ chúng mình đã sẵn sàng với tiết học lịch sử chưa? Xin mời các em lấy sách giáo khoa, vở ô ly và bút để chúng ta bắt đầu bài học mới. Ở các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954. Đến tiết học từ tiết học này trở đi thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975 để thấy được quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước khi đến với giai đoạn 1954-1975 này thì chúng ta không thể không nhắc đến một cái sự kiện lịch sử, một dấu ấn lịch sử thật sự là trọng đại và quan trọng ở giai đoạn trước, đó chính là chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng ta phải dùng một cái cụm từ để miêu tả chiến dịch này, đó là lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Tại sao lại như vậy? Các em ạ, trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, anh dũng trong một cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt, phải khoét núi ngủ hầm, phải mưa dầm cơm vắt, thậm chí máu phải trộn với bùn non, nhưng quân và dân ta không hề nao núng, gan không núng, chí không mòn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và sự chỉ đạo chiến đấu trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, thu toàn bộ vũ khí và trang thiết bị quân sự, bao gồm 28 khẩu pháo, 5.915 khẩu súng lớn nhỏ, 3 xe tăng, 64 ô tô, 43 tấn dụng cụ thông tin, 20 tấn thuốc quân y, 40 tấn đồ hộp, 40.000 lít xăng dầu, bắn rơi 62 máy bay các loại. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất ở Đông Dương của quân đội Pháp. Một con số khổng lồ và xứng tầm với lời khen của quốc tế. Và điều gì sẽ xảy ra với lịch sử dân tộc Việt Nam? Chúng ta hãy cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Bài 19, nước nhà bị chia cắt. Các em ghi đề bài vào vở ô ly. Bài 19, nước nhà bị chia cắt. Như cô vừa nói ở trên, việc thất bại nặng nề của thực dân Pháp ở Đông Dương đã khiến thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán để ký một cái hiệp định công nhận nền độc lập hòa bình cho Việt Nam. Và thế là Hiệp định Geneva ra đời. Trước tiên, chúng ta hãy đi tìm hiểu thế nào là hiệp định. Thì hiệp định là văn bản ghi lại những nội dung mà do các bên liên quan ký kết. Và tại sao lại gọi là Hiệp định Geneva? Bởi vì hội nghị để ký cái hiệp định này được tổ chức tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Chính vì vậy chúng ta gọi là Hiệp định Geneva. Xin giới thiệu với các em, đây là toàn cảnh của hội nghị Geneva. Tham dự hội nghị có đại diện của nhiều quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc, vân vân. Và nội dung của Hiệp định Geneva thì gồm có rất nhiều các vấn đề liên quan đến Đông Dương. Tuy nhiên, trong cái khuôn khổ bài học của chúng ta hôm nay thì cô trò chúng mình chỉ cùng nhau đi tìm hiểu những nội dung của hiệp định có liên quan đến Việt Nam. Và ngay bây giờ thì các em hãy mở sách giáo khoa trang 41 và đọc bài. Sau đó nêu tóm tắt các nội dung cơ bản của Hiệp định Geneva. Và cô cũng đưa cái nội dung bài lên đây. Các em có thể hướng đến màn hình và đọc cùng với cô cũng được. Bài 19, nước nhà bị chia cắt. Theo Hiệp định Geneva, sông Bến Hải thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam Bắc. Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. Đến tháng 7
năm 1956, nhân dân hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Các em có thể đọc lại cái nội dung này thêm vài lượt nữa để chúng ta trả lời câu hỏi vừa rồi của cô nhé. Cô chắc chắn là các em đã có câu trả lời của mình rồi. Bây giờ các em cùng hướng lên màn hình cùng với cô thảo luận, đưa ra những cái nội dung cơ bản của Hiệp định Geneva. Chúng ta đến với nội dung thứ nhất, đó là quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây thật sự là một cái điều rất mừng của người dân Việt Nam, đúng không nhỉ? Vậy nội dung thứ hai là gì? Hiệp định Geneva quy định lấy sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam Bắc. Xin giới thiệu với các em, đây là bản đồ thể hiện sự phân chia giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc. Đây là vĩ tuyến 17. Kể từ vĩ tuyến 17 ra ngoài là miền Bắc, từ vĩ tuyến 17 vào trong là miền Nam. Và con sông Bến Hải chạy dọc theo vĩ tuyến 17. Vì thế, Hiệp định Geneva đã lấy sông Bến Hải là giới tuyến ngăn cách tạm thời hai miền Nam Bắc. Và đây là hình ảnh cây cầu Hiền Lương được bắc qua sông Bến Hải. Bức ảnh này được chụp vào cuối năm 1954. Có một điều cô bắt buộc phải kể với các em ở đây. Cây cầu này đã đi vào thơ ca của Việt Nam rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên đâu, không phải vẻ đẹp của nó đâu các em ạ. Mà nó có một điều rất đặc biệt. Cùng một cây cầu thôi, nhưng nửa cây cầu trở về bên kia là thuộc vào miền Nam. Nửa cây cầu về bên này là thuộc vào miền Bắc. Vì thế, có biết bao những câu chuyện lãng mạn, những câu chuyện tình yêu, những câu chuyện về lòng đau, về sự đau thương đã diễn ra ở đây. Và chắc chắn cô và các em cũng đã được nghe một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Đó là bài hát Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Đúng không nhỉ? Nếu như bạn nào chưa nghe thì sau bài học này thì các em sẽ tìm nội dung của bài hát này để nghe nhé. Vậy nội dung tiếp theo của Hiệp định Geneva là gì? Đó là công nhận Việt Nam đang tiến dần tới thống nhất đất nước, tuyên bố sự toàn vẹn lãnh thổ bằng cuộc tổng tuyển cử tự do được diễn ra trong cả nước và dự kiến sẽ tổ chức hội nghị này vào tháng 7 năm 1956. Ở đây có từ tổng tuyển cử, có nghĩa là bầu cử trong cả nước các em ạ. Như vậy, hiệp định đã ký rồi và các em có biết ai là người đại diện để ký Hiệp định Geneva hay không? Về phía Pháp, đó là Thiếu tướng Dente thay mặt cho Tổng Tư lệnh Quân đội Pháp tại Đông Dương. Về phía Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt cho Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký Hiệp định Geneva năm 1954. Và người mặc áo trắng ở đây chính là ông Paul Bonco, Tổng Thư ký Hội nghị Geneva. Như vậy, Hiệp định đã được ký. Không biết cuộc sống của người dân Việt Nam sẽ thế nào? Có được sum họp một nhà hay không? Chúng mình sẽ cùng nhau đến với mục thứ hai. Âm mưu và hành động của Đế quốc Mỹ sau Hiệp định Geneva. Chúng ta có đặt ra cho mình một câu hỏi không nhỉ? Ở mục 1, cô giáo chỉ nói đến Hiệp định Geneva, nói đến các bên liên quan là Việt Nam và Pháp. Vậy tại sao đến mục 2 lại xuất hiện một cái tên là Đế quốc Mỹ? Phải chăng Đế quốc Mỹ có liên quan gì đến giai đoạn lịch sử này? Có đấy các em ạ. Trong giai đoạn này, Mỹ đang nung nấu một âm mưu vô cùng thâm độc, đó là tiến hành xâm lược toàn bộ khu vực Đông Dương. Tất nhiên, trong đó sẽ có Việt Nam. Và việc ra đời của Hiệp định Geneva đã cản trở cái âm mưu thâm xâm lược của Mỹ. Chính vì vậy, Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách để phá hoại Hiệp định Geneva. Và chúng ta sẽ được quyền đọc sách giáo khoa trang 42 từ Mỹ tìm đủ mọi cách cho đến làm hơn 1.000 người bị chết. Và sau khi đọc thì các em nêu những dẫn chứng về việc Đế quốc Mỹ tìm cách phá hoại Hiệp định Geneva. Nội dung của trang sách cô cũng đưa lên đây. Các em có thể hướng lên màn hình và đọc cùng với cô.
Mỹ tìm mọi cách phá hoại Hiệp định Geneva. Trong thời gian Pháp rút quân, Mỹ dần dần thay chân Pháp xâm lược miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống, lập ra chính quyền tay sai. Đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức chống phá các lực lượng cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh, Quảng Nam, ở Hướng Điền, Quảng Trị, đặc biệt ngày 1 tháng 12 năm 1958. Chúng bỏ thuốc độc vào nước uống, cơm ăn, đầu độc 6.000 người ở nhà tù Phú Lợi, nay thuộc tỉnh Bình Dương, làm hơn 1.000 người chết. Các em cũng có thể đọc lại cái đoạn văn này thêm một vài lượt nữa để chúng ta tìm những cái dẫn chứng chứng minh đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Geneva. Và xin mời các em trở lại bài học của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm xem đế quốc Mỹ đã có những hành động nào để phá hoại Hiệp định Geneva nhé. Thứ nhất, lợi dụng trong khi thời gian Pháp rút quân khỏi Việt Nam thì Mỹ đã tìm rất nhiều cách để thay thế Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam. Khi đã đặt chân xâm lược miền Nam Việt Nam rồi thì Mỹ lập tức đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống và lập ra chính quyền tay sai. Chính quyền tay sai tức là Mỹ đưa những người theo ý của chúng để phục vụ cái mục đích phá hoại hiệp định và mục đích xâm lược của Mỹ. Đây chính là cái bức ảnh Tổng thống Ngô Đình Diệm bắt tay với Tổng thống Mỹ Eisenhower. Khi đã có được Ngô Đình Diệm và chính quyền tay sai rồi, thì đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai đã liên tục chống phá các lực lượng cách mạng, khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Ở đây có từ hiệp thương, chúng ta cũng lưu ý, đó là tổ chức cái hội nghị đại biểu hai miền Nam Bắc để bàn về việc thống nhất đất nước. Sau đó, Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm còn thực hiện chính sách tố cộng, diệt cộng. Tố cộng tức là tổ chức các cái cuộc tố cáo bôi nhọ người chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước trong kháng chiến chống Pháp. Diệt cộng là tổ chức tiêu diệt những cộng sản với cái khẩu hiệu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng đã thẳng tay giết hại các chiến sĩ cách mạng, và chính vì là nhầm có hơn bỏ sót nên chúng đã giết vô số những người dân vô tội. Đây là những hình ảnh minh chứng cho việc làm của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm. Chúng bắt bớ người dân vô tội, chỉ cần nghi ngờ thôi là bắt là giết, có thể không cần qua tòa án. Rất là kinh khủng, đúng không em? Chúng lập các ấp chiến lược và dồn dân vào ấp chiến lược, hòng quản lý người dân một cách chặt chẽ, không để người dân tham gia vào các cuộc cách mạng, cũng như không để cán bộ cách mạng có thể tiếp xúc được với những người dân. Không chỉ có thế, chính quyền Ngô Đình Diệm còn gây ra hàng loạt các vụ thảm sát. Thảm sát có nghĩa là giết người hàng loạt, giết các chiến sĩ cách mạng cũng như là người dân vô tội hàng loạt và bằng cái cách dã man. Ví dụ như cuộc thảm sát ở chợ Được, Vĩnh Trinh, tỉnh Quảng Nam. Các em ạ, chúng không chỉ giết người đơn giản, khi bắt được các chiến sĩ cách mạng cũng như bắt được những người dân vô tội, chúng giết bằng những cách thật sự là rất kinh khủng. Dùng báng súng để đập vào người cho chết, sau đó còn cắt tai, cắt mũi, khoét mắt, rồi đưa vào bao tải thả xuống đập Vĩnh Trinh. Đây là một cuộc thảm sát đẫm máu, khiến cho 38 chiến sĩ cách mạng và rất nhiều người dân đã chết. Và ngày nay thì đập Vĩnh Trinh đã được dân lập tượng đài để tưởng nhớ về những người chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội. Đặc biệt,
ngày 1 tháng 12 năm 1958, chúng dã man dùng thuốc độc bỏ vào nước uống và thức ăn để đầu độc hơn 6.000 người ở nhà tù Phú Lợi, nay thuộc tỉnh Bình Dương, và đã làm hơn 1.000 người chết. Và đây là hình ảnh cỗ máy chém. Chính cỗ máy chém này đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của người dân vô tội. Có thể nói, tội ác của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai là tày trời, là không thể gột rửa. Xác người dân vô tội chất thành núi, máu của người dân vô tội chảy thành sông. Trước cái cảnh tàn bạo như thế này, thì người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Nam của chúng ta, phải làm như thế nào? Đó là họ tự nhiên phải đứng lên đấu tranh. Những cuộc đấu tranh này là những cuộc đấu tranh tự phát, ví dụ như cuộc đấu tranh đòi giải tán các trại tập trung và các khu ấp chiến lược, hay cuộc đấu tranh vì hòa bình, rồi cuộc đấu tranh của người dân công giáo trước chính quyền tay sai và đế quốc Mỹ. Tiêu biểu trong các cuộc đấu tranh này là phong trào đồng khởi Bến Tre năm 1960. Phong trào này diễn ra như thế nào và kết quả của nó ra sao, ý nghĩa lịch sử như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ ở ngay tiết học sau của chúng ta nhé. Vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu bài 19 Nước nhà bị chia cắt, đã biết được nội dung chính của Hiệp định Geneva và cũng biết được những âm mưu của đế quốc Mỹ sau Hiệp định Geneva. Bây giờ, có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Đó là, sau Hiệp định Geneva, cuộc sống của người dân Việt Nam như thế nào? Liệu có được hạnh phúc không? Có sum họp một nhà như là Hiệp định quy định hay không? Chắc là không, các em nhỉ? Sau Hiệp định Geneva này, nhân dân ta chờ mong ngày đoàn tụ, thống nhất đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam và tiếp tục với cái âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Vậy thì Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam, nhân dân miền Nam phải làm gì? Không còn con đường nào khác, bắt buộc nhân dân ta phải cầm súng đứng lên. Công cuộc đấu tranh để chống lại kẻ thù, thù ngoài, giặc trong của chúng ta lại tiếp tục bắt đầu. Và các em sẽ được lần lượt tìm hiểu cái cuộc đấu tranh này ở lần lượt những bài học sau. Cô thấy là các em rất chăm chú làm bài, nghe giảng. Thay đổi không khí một chút thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến một cái trò chơi nho nhỏ thôi các em nhé. Đó là trò chơi đoán ô chữ. Các em có sẵn sàng không? Rồi, bây giờ các em tạm gấp vở ô ly, sách giáo khoa lại và hướng lên màn hình với câu hỏi thứ nhất. Kẻ thù nào đã thế chân Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam? Ô chữ của chúng ta gồm 8 chữ cái. Các em suy nghĩ xem đó là kẻ thù nào. Cô tin tưởng không cần phải suy nghĩ, chúng ta cũng biết được đáp án này đúng không nhỉ? Vì vừa rồi là cô thấy là các em đã tập trung học bài đấy. Đó là đế quốc Mỹ. Xin chúc mừng những bạn có đáp án giống của cô. Các em ạ, lợi dụng lúc Pháp rút quân khỏi Việt Nam thì đế quốc Mỹ đã tìm đủ mọi cách để thế chân Pháp xâm lược miền Nam Việt Nam đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 2 nhé. Có một lưu ý là câu hỏi này chúng ta sẽ điền là các số đấy. Theo Hiệp định Geneva thì hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào thời gian nào? Chúng ta có 5 ô để ghi các số. Thời gian cho các em bắt đầu. Chúng ta đã có đáp án rồi đúng không nhỉ? Vậy mình so với đáp án của cô giáo nhé. Đó chính là tháng 7 năm 1956. Thông tin này đã có sẵn ở trên rồi đúng không nhỉ? Cô nghĩ là các em đã nhớ được cái thông tin này rồi. Và một lần nữa, chúc mừng các em đã có kết quả giống của cô. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này có 6 ô chữ tất cả đúng không nhỉ? Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã làm gì đồng bào miền Nam? Chúng ta hãy nhớ lại
nội dung mà cô giáo vừa mới giảng trên. Làm gì nhỉ? À, đáp án của cô là tàn sát. Chúng thẳng tay tàn sát không chỉ những chiến sĩ cách mạng, không chỉ những người yêu nước, mà tất cả những người dân vô tội. Đây là tội ác không thể dung thứ của đế quốc Mỹ cũng như của chính quyền tay sai. Vừa rồi, các em đã trả lời đúng được những câu hỏi. Việc trả lời đúng câu hỏi như thế chứng tỏ các em đã nắm bài rất là tốt. Cô mong rằng chúng ta phát huy cái tinh thần học tập này không chỉ ở môn lịch sử mà cả những môn học khác nữa. Có một lời nhắn nhủ của cô đối với các em. Sau bài học này, các em hãy hỏi cụ hoặc ông của mình, bà của mình xem có ai trải qua cái giai đoạn kháng chiến gian khổ này không. Nếu có thì cụ, ông, bà sẽ kể lại cho mình nghe. Chắc chắn các em sẽ thấy thấm thía hơn về lịch sử dân tộc Việt Nam những giai đoạn hào hùng như thế này. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn sự chú ý của các em. Thân ái chào tạm biệt các em.